Xin chào quý vị các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Lúc trưa nay thì chúng tôi đã lên sóng cho quý vị các bạn theo dõi một chiếc máy phát điện Zanma IDG200E. Và chiếc máy phát điện Zanma IDG200E ở bên tay phải quý vị các bạn đây, các bạn có thể thấy được. Chúng tôi đã test chiếc máy này lên và chốt hai chiếc máy này về cho khách hàng ở bên trong. Các bạn có thể thấy không? Hai chiếc này chúng tôi đã dọn xong chốt luôn, bay veo gần hai cái. Lên sóng chiếc máy Zanma IDG300E. Các bạn có thể thấy được em nó đứng dưới nắng mà không mà cái vẻ đẹp của em nó còn làm lu mờ ánh nắng. Cái vẻ đẹp của em nó còn làm lu mờ ánh nắng. Thôi ông im mẹ ám mồm đi. Quá là chói chang, cực kỳ đẹp luôn. Hôm qua thì nhận cái lô hàng về. Tức là bình thường ấy, chúng tôi mua hàng thì chúng tôi mua qua ảnh. Thì nhìn ảnh ấy, thì hôm qua chiếc máy này nó lắp cái nắp kia kìa. Lắp cái nắp vàng kia kìa ở bên trên. Đây các bạn có thể thấy bốn cái cây cột trụ này. Bốn cái cột trụ ấy là để nắp cái lắp vàng lên trên. Xin lỗi tôi hơi ngọng. Thì là để cho nó chắn cái phần bình dầu và chắn cái phần nắp spark để cho nó đẹp ấy, bây giờ để cho nước nó đỡ vào. Thì mình nhìn trên ảnh ở bên kia họ gửi ảnh sang. Thì mình nhìn trên ảnh mình bảo ôi ơi sao máy nó xấu thế? Không lấy con này đâu. Nhưng mà khổ, chúng tôi mua hàng theo lô mà các bạn, không thể tránh. Nhưng thôi chấp nhận thì coi như là thôi, con này về là không đẹp. Ôi dồi ôi, ai ngờ về nó đẹp thế các bạn ạ. Đúng là đời. Thường là ông trời hay thương những người thật thà và nghèo khó. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Đó, trời thương, các bạn có thể thấy được. Đây, chúng tôi tháo cho các bạn xem. Tháo bốn cái nắp, bốn cái ốc ở cái nắp ra. Ui dồi, các bạn có thể thấy nó đẹp cực kỳ luôn. Cái sơn nó zin như thế này cơ mà. Nó đẹp chói chang, nó đẹp chói lóa luôn. Đấy các bạn thấy không? Sơn này đẹp cực kỳ, mới tinh. Còn mới hơn cả mấy cái mà không có nắp đó. Thì đúng rồi, vì cái việc mà nó che nắp như thế này để nó bảo đảm cho cái phần bình dầu này không bị vào nước, không bị ánh nắng chiếu vào. Thì cái xấu, cái xa thì nó vào, cái gì, cái sét thì nó vào hết cái nắp kia rồi. Đấy các bạn thấy không? Còn tất nhiên rồi, bên trong này đẹp quá trời luôn. Ok, các bạn nhìn thấy này, nắp này inox sáng bóng luôn. Soi gương được. Đó. Quá tuyệt vời. Cực kỳ đẹp. Đây các bạn thấy nhìn viền nắp này. Inox sáng bóng luôn. Nói chung nhìn cái viền răng thì hiểu rất là đẹp. Đấy là mình khen cái phần bình dầu rất đẹp, rất đẹp. Đấy, bốn cột trụ. Các bạn về thì các bạn thích thì các bạn để bốn cái cột trụ như này. Nếu mà các bạn mua hàng hay các bạn muốn lấy cái tấm kia thì lấy, mà các bạn không lấy thì thôi, bỏ đi. Lấy về cũng được. Chính ra người ta đã thiết kế như thế, các bạn về chỉ việc đánh giấy ráp qua và sơn lại cái nắp kia là lại có một cái nắp. Đó, nói chung là Nhật bản thì mình nghĩ họ thiết kế các thứ nó tối khá là tối ưu rồi. Tưởng là người dân họ không chế cháo, nhưng người dân Việt Nam anh ngờ họ cũng chế cháo. Khổ. Chứng tỏ là bản tánh con người thì ở đâu cũng vậy, đúng không ạ? Không phải người Việt Nam mình mới có những cái ý tưởng sáng tạo mà Nhật họ cũng rất là sáng tạo. Đây các bạn thấy không? Tem này là zin hết này, King Made Zanma IDG350E. Chiếc này thì sử dụng động cơ Zanma L7. L70. Đó. Sơn ốp giật ốp giếc zin. Chiếc này thì vừa đề vừa giật. Vừa đề vừa giật các bạn ạ. Zanma IDG350E này ấy, thì nó tính về công suất, tức là máy ở bên trong thì nó giống hệt mấy con 300VS này thôi. 300VS chỉ hơn là nó có hệ thống bô tiêu âm này, cách âm chống ồn này. Rồi là nó có thùng cách âm này, hệ thống bô tiêu âm này. Đó, và nó rất là chuộng. Nó thiết kế phức tạp hơn một xíu. Còn về động cơ, bản chất động cơ thì hai con này là một thôi. Còn về củ phát luôn thì con này là 350 mà. 350 thì cái máy của nó, máy và củ phát của nó sẽ tương đương với con 350VS, chứ không phải là tương đương với con 300VS. Và công suất của chiếc này là 3.0 kVA các bạn nhá. Nó ở tần số 50, con này tần số 50 này thì công suất của nó là 3.0 kVA. Còn con IDG 300VS thì công suất nó chỉ có 2.7 kVA thôi.
Nếu mà các bạn mua 350 VS mà tương đương với công suất con này này thì nó gần như không có hàng, mà nếu mà các bạn mua có thì nó giá nó cao lắm, 35-40 triệu cơ, không đùa đâu, thật sự nếu mà đẹp ấy. Còn như chiếc này các bạn mua tiết kiệm mớ luôn. Giá loanh quanh chỉ bằng nửa tiền so với con 300 VS thôi, mà máy móc nó vẫn như vậy, nó lại còn có cả giật cả đề. 300 VS thì chỉ có đề thôi. Đó, còn con này cả giật cả đề. Thì là đôi khi ví dụ các bạn sử dụng ấy, lâu ngày các bạn không chạy thì ắc quy nó sẽ hết thì các bạn vẫn giật được. Đó, còn chiếc 300 VS là bó tay luôn. Chiếc này khá là ok đấy, chẳng qua là chúng tôi không dọn kỹ, không sơn xiếc lại các bạn thấy không? Những cái này nó như nào thì chúng tôi để nguyên. Bình thường vụ tháo 4 5 con ốc thì ra sơn lại đen xì thì lại đẹp ngay bình thường. Đây một cổng da 30A này, automat đồng hồ này, đề này. Đó, hai cổng da ba chân dẹt 15A này, tần số 50Hz này. À, nói chung là về tính thức con này thì nó không quá xuất sắc nhưng mà được. Nói chung là nguyên. Đây các bạn thấy không? Chúng tôi quay dưới trời rất sáng để các bạn nhìn, cảm nhận, đánh giá cái chất máy một cách chi tiết hơn. Đó. 350E. Được, nói chung là ngon lành, bình đảo. Với tầm giá như thế là quá hợp lý rồi. Nói chung là đôi khi chúng ta chịu khó nó ồn một tí. Ví dụ nhà các bạn rộng ấy, ở quê có sân vườn thì dùng con này hợp lý. Dầu thì quá là ít luôn, tiêu hao rất là ít. Đây các bạn thấy không, tem này. Củ phát này là đây các bạn thấy không? Củ phát này 3.0 kV 100V này, 30A 50Hz này. Chắc là khó nhìn vì tôi đưa vào máy quay vào các bạn sẽ không rất là khó nhìn. Đây các bạn thấy không? Và chúng tôi đã cố gắng đưa cái ống kính máy quay vào cái phần củ phát để các bạn nhìn rõ hơn. Đẹp. Con này đấu điện Tablo các bạn, đời cao đấu điện Tablo, đấu điện nhá. Nhiều bác hay nhầm về cái khái niệm là cuốn lại. Đây, động cơ đây nhá các bạn nhá. Danma L70 này. Đó, các bạn thấy không? Tất nhiên rồi, những dòng một máy thì đều là tua nhanh hết. Máy khô gioăng nhá. Những cái chi tiết rỉ một tí này chúng tôi cũng không để không tháo ra sơn lại. Nhiều người ta cứ họ hay cứ tháo ra sơn lại những cái đấy, chả đáng gì cả. Nói chung là chất máy như nào thì mình cũng quay đúng chất như vậy thôi. Đây các bạn này, nó chỉ bị gọi là hơi trắng ở ngoài thôi, còn đâu chất máy, chất lốc bên trong ngon lắm. Cái này ví dụ phụt cát, phụt tiếc hoặc là đánh giáp qua cũng ok, nhưng mà thôi. Máy nó có như thế nào chỉ vậy thôi, mình để nguyên. Đây các bạn nhìn bồ xả nó đẹp như này cơ mà. Nhiều khi để dưới thời tiết ấy nó bẩn, nó mưa, nó gió, xong rồi nó nắng, nó nôi không tránh khỏi. Đây các bạn thấy cổ bô nhìn vẫn ngon lành như này cơ mà. Nói chung là chiếc này được, ngon. Đây các bạn này, bô nhá. Đấy á, các bạn thấy gì của tí, còn đâu chất bô vẫn sáng như này. Nắp nhớt xuất phát rồi, vẫn đẹp. Đẹp, nói chung đẹp, không xấu đâu. Thoạt đầu thì chúng ta tưởng xấu. Thế nên các bạn nghe câu là không nên đánh giá cái bản chất bên trong qua hình thức bên ngoài chứ. Cái câu đấy khá là đúng ở trường hợp này. Rồi các bạn có thể thấy được chiếc máy này, qua video chúng tôi đang quay, quá đẹp, quá xuất sắc. Nếu các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại 0974457099, 0968497399 hoặc 0961349345 hoặc là 0987415399 nhá. Đây là 4 cái số hotline của chúng tôi. Chúng tôi sẽ các bạn nếu mà liên hệ mà không được thì các bạn có thể kết bạn Zalo hoặc là các bạn nhắn tin đến thì chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn nhất, hỗ trợ báo giá rồi là hỗ trợ thống nhất về cái phương thức vận chuyển làm sao để cho thuận tiện cho các bạn nhất và cũng thuận tiện cho chúng tôi nhất. Rồi, bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Các bạn nhớ like, subscribe kênh nhá, thì chúng tôi liên tục cập nhật những cái video, những cái máy mới, những cái hàng mới lên để các bạn có thể quan tâm, theo dõi. Rồi là cập nhật những cái dòng sản phẩm mới. Nếu mà có nhu cầu mua thì các bạn tránh cái tình trạng là mua trượt. Rồi bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.